Hôm qua mình tới đây thì nó cũng hơi chiều rồi, cũng không có lên xe được, cũng không biết cái chỗ nào để mình lên xe nữa. Thì mình mới lên ghé rồi mình mới hỏi chị chủ nhà, chị mới chỉ cái đường này nè, mình lên. Vậy là cũng hơi tối thôi, cũng để sáng lên luôn. Ở đây thì thuộc cái huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Ở bên đó cũng Sóc Trăng luôn á. Còn cái chỗ mà hôm qua mình đổ dầu á, cái cây dầu mình bơm dầu là của Hậu Giang, còn bên sông đây của Sóc Trăng. Sóc Trăng với Hậu Giang thì cách nhau có con sông à, sát bên à. Chắc hôm qua mình chuyển tầm khoảng 10 10 10 mấy cây số. Đường nó cũng hơi 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 khó đi á, dây điện với lại cầu nhiều quá. Con mình xe chuyển cũng hơi hơi lâu. Mình cũng chấp nhận không sao, tại đi có hai chồng mà. À, thôi bây giờ mình tranh thủ mình lên xe. Đây là mình mượn cái đường đi lên. Cái nhà này là của em ruột của chị chủ đất. Đường đi thoải mái. Để tới trển cái mình mới mượn mượn cái đường của chú trển nữa, là mới qua bên ao cá. Nó nhà chỉ bên bển. Nhưng mà bên bỏ thì bên đó thì mình không có cái đường mình lên. Mượn đường nhờ người ta. Mé bên đây không có đường xe Honda được rồi, xe Honda chắc bỏ đây luôn rồi. Dầu rồi mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Ở đây chắc cũng có đường người ta bán đồ hàng bông á, mà không có đi chợ được. Bên đó có đường lộ mà phải qua cái phao để mình kéo qua kéo lại. Trước khi bỏ đi làm thì cũng có thủ 3 canh dầu thì đang cảnh xách dầu cũng hơi xa, có chỗ này qua hơi hẹp. Lúc nãy lên xe thì chỗ này có ống nước cái bà con người ta xài trong đó đó, ống nước chắc cỡ bằng bắp chân mình. Hình lên không có chỗ bấm, không biết ống nước chỗ nào bấm cái gào mình kéo lên đó, trúng ống nước cái công anh em hỏi người ta vô người ta giá nước còn lên. Cái này chắc chúng phải tắm giữ chỗ này nữa thì xong cái mình bò con xe thẳng bển luôn. Cái này mình đi cái bánh phon trước, bánh phon trước nó có ruột cũng dễ gắn, còn mình đi bánh răng trước cái nó ruột cái nằm đây luôn dưới nhà nè, khó gắn lắm. Thank you.
đất mình làm thì nằm mấy bên đây nè, nó ở chỗ hàng dừa đó. Phải mượn đường của nãy nghe chú đó cũng chia sẻ, chú đó với lại anh chủ nhà là cọc chèo. Cọc chèo là vợ anh chú đất, là vợ chú này là hai chị em ruột á. Hàng mai giờ cán cái nào còn còn chết thì sao giờ. Đất này của anh chủ nhà anh có nói đại đi em ơi, mai giờ rẻ quá trời rồi. Tính ở đó tắt xéo ở đây lạnh này luôn, nào ngờ ở đây có cái mương hả? Cái này nó làm mương ống nước chảy đi nè. Dạ, cái này nuôi cá gì chú? Cái thắt lát hả? Thắt lát đầu tư tiền dữ. Đâu có vậy, tỷ không à, đụng mày ghê lắm. Má giờ mấy bà này là màu nhóc luôn nè, tao mới đợi mày nè. Cái này không cầm có lộn không, giờ xa dữ ta. Cái khiên cái máy đi rồi. Đợi đó, đợi nó móc lên. Đến cái sáng lấy dây móc bỏ anh bờ. Cây này cầm lộn gì, không có giờ xa dữ vậy. Lộn gì cũng lộn. Chưa đo ra biết gì, cái đìa nó ra, nó phân cái đìa ra hai. Dạ, phân làm hai á. Anh đang đo dời cái bờ này nè. À thôi, này ba ao làm hai. Cái này mình lấy xịt nhão qua lên không con? Cái này nó cứng banh ra là hết. Dạ. Xịt này nè, xịt này đưa luôn. Vậy là hầm tên bự, hầm dữ hả? Thôi, tốt. Hầm tên bự hả? Cái này là cái tim bờ hay là mé bờ? Cái này mé đó phải không? Tâm bờ đó. Tâm bờ đây là cái chân nằm tuốt bệnh hả? Nằm bên đây nữa. Nó đây nè. Dạ dạ. Ở giữa bờ ấy hiểu không? Rồi. Mới banh bờ ra. Anh chủ nhà lúc mà mình là đất ảnh, anh nói bờ này mội nhiều lắm á. Thì mình banh ra rồi giờ mình lấy dĩ mình ôm mình chạy. Chứ mình không có lãnh ảnh mình móc mội. Mình anh nói mội mặt ở trên không à. Chứ không phải mội đáy, nếu mội đáy thì mình móc cho ảnh luôn. Mình sửa bờ rồi, bờ này chắc có thể mình biết đi dĩ không, chắc khổ luôn quá. Tại bờ mình chạy dễ rồi nè, tháng này cũng ngay cái tháng nắng nữa. À, thôi thì sẵn đây làm tới đâu mình cũng chia sẻ việc làm mình tới đó. Như cái bờ này nó cũng to nè, to nhưng mà mình thấy cái bờ đó nó hơi nhỏ đó. Mình lấy đất, mình lấy, mình chừa lại cho nó gò gò, khi mình dỡ lớp mình đưa qua đó bớt. Còn như mé bờ bên đây nó vẫn nhỏ nữa nè. Hồi lúc trước mà đào ao rồi nè, là xe của cục chèo của anh chủ đất này luôn. Anh chủ đất này là nhà ảnh là tới bên vợ ảnh là 9 người gái lận, tới 9 cục chèo. Nãy nghe anh nói chuyện cũng vui. Tôi tới 9 cục chèo lận. Anh đó cũng có xe nhỏ, xe 03. Nhưng mà đợt này vô sửa thì mình làm. Sao mình hỏi, mình cũng có hỏi ảnh là sao kêu cục chèo làm anh. Nói xe 03 làm không hết mọi em ơi. Anh cũng chia sẻ thật sự vậy. Thì xe ba nó nhẹ, rồi bò nó không hết mồi. Mình dời cái bò này lên cây đó, cây cầm ngang, lại bò trển mình đưa xuống cái nữa. Thì đất thì chắc dư rồi, nhưng mà cái lúc mình dời mình cũng băng đất, chuyền hai bờ qua gom cho đủ đất đi. Rồi sau là mình mới xuống dỡ lớp này thì sao.
Lúc nãy mình cũng có nói chuyện lại chú đất mà bên bển á, chú cũng chia sẻ thật, chú nói thử đất nó cứng mềm, chú nói trước khi mình lãnh đất này rồi nè, thì khoảng cỡ tuần lễ trước á, 5 ngày tuần lễ trước á, có mấy xe cuốc vô đây lãnh nè, lãnh rồi giá thấp hơn mình nữa. Nhưng mà bù lại cái hổng mình cũng có đưa tiền cho anh chủ nhà này hết 1 triệu, mình cũng có quay clip đó, mà cái uy tín của ảnh thì ảnh không chịu, ảnh nói con cũng có người đặt cọc hết rồi, làm rồi chứ ngày vô làm đó phải không đưa 1 triệu thấy bà rồi, có xe khác làm luôn rồi, mà ăn bây giờ chập giật lắm cô chú anh chị ơi. Trời ơi, nhiều khi mình cáp giá rồi vô hết trơn, ba rem hết trơn rồi đó mà chưa chắc mà làm được á. Phải lên đất làm cho nó được như vậy nè mới chắc cú nè. Mình cũng chuyển trước lại đây là tầm khoảng hứa ảnh là khoảng 2-3 hôm nữa mới tới. Tại hôm qua nó cũng trục trặc cái vấn đề mà đất á. Thì thôi mình đi sớm á. Tới đây sớm thì ảnh chỉ mừng quá, tay mừng. Cũng hỏi đường nhà người ta nè, đâu có đường đâu lên. Chút nữa mình lùa thêm bát lại đẳng nữa là mình phải đi lên đống đất này nè, chứ dưới này nó cũng hơi mềm, mình đi dưới này nó lúng dữ lắm nè, nó hơi mềm nè, là mình dời số lượng đất nó nhiều quá mới đi lên đống đất này luôn. Cái đáy bờ đó mình vừa lại dạng cái này quá, đằng nữa mình dỡ lớp mình đưa vô mấy cái bờ đó còn thiếu đất á, còn giữa này thì đất chắc dư lực rồi, nó trển gom xuống nữa mà. Lúc mình quay clip thì mình cũng có chia sẻ chuyện tiền nông trong trống, có sao mình quay chia sẻ vậy mà bạn nào hiểu thì cũng thông cảm cho mình ha, thì mình cũng chia sẻ thật sự chứ mình cũng coi đất nhiều dữ lắm rồi nhưng mà cũng không có đất làm nên thì cũng rút nhiều kinh nghiệm á, vô lãnh được giá cái thì mình phải đưa tiền cọc luôn để khi nào mình làm xong cái ảnh chỉ gửi mình lại. Như mình làm tin vậy đó, cho người ta tin tưởng mình, mình chuyển xe lại á. Nhưng mà mình làm ăn nào giờ đối riêng mình là mình làm hứa làm chứ không có bỏ người ta, còn không hứa là thôi. Làm ăn là cái chữ tín phải là hàng đầu mình mới làm mới được. Còn mà mình hứa mà cứ trớt rồi mình không bao giờ làm ăn được ai hết trơn. Đây măng giờ dịch xong chưa? Măng dịch rồi luôn hả? Rồi vô là chiều nay làm sớm hả? Nay nghỉ sớm, bữa nay mừng bữa đầu mà. Mà không mấy giờ nghỉ được? Biết rồi mày à. Mà mấy giờ chú nhậu? Tao giờ nào cũng được, tao đâu mặn. Thôi cỡ 4:30 nghỉ bữa sớm ha. 4:30 được không? 4 giờ hả? 4 giờ mừng biết nào rồi. Buổi gì đó mình quất rồi đó mình lấy ngày rồi. Rồi để chiều cái sách lông đế nữa ha, rủ lông an ha. Rồi tới đó là cái bờ ngang rồi đó. Mình giờ về thì thật sự ra nó lâu á, nó lâu để mình chia sẻ từ để bạn bè xa xem mình hiểu nè. Cái nếu mình làm cái ao cá người ta mình phải chia đất đều hết 4 góc và bờ phải so bằng phẳng hết, chứ đâu có thế nào mình làm như cái dặn lý trường thành mà đâu có coi được. Thì mình giờ nguyên cái bờ lại đây nè, để mình chủ yếu là mình lấy cái đất khô nè, rồi tới đằng đó là mình nhả đất là bớt rồi đó, nhả đất đi lúng rồi mình nhả bớt,
nữa mình vỏ lốp thì mình gọt từ đây nè, mình bung ra mình cuốn từ từ dưới. Còn cái bờ này thì mình canh vừa đủ đất thôi. Chứ mà nếu trường hợp mà mình chèn có nửa bờ mình gọt đi, để nửa bờ mình chèn lên trảnh thì mình chèn xuống tới đây là nó không còn cục đất khô luôn. Tại là đất khô nó lún hết trơn rồi. Lún xuống ao á. Cái ao này thì ảnh nuôi có thác bác mà ảnh mới chắc ra phơi mình 3-4 hôm mà. Lúa hồi đó người ta cũng chuẩn bị xạ rồi, mình đâu thế nào mình làm sửa bờ không được rồi nó sạc hết ráo rồi làm sao lấy tiền ta. Nên là làm cái cách này nó lâu nó té thêm khoảng cỡ chắc có hai giờ đồng hồ nữa. 2 giờ đồng hồ để mình cuốn cái lượng đất này nè, cuốn là mình chuyền đi á. Chiều nay chắc nghỉ sớm bữa rồi. Chú bên đó mới bằng con dịch hầm xả gì rồi. Nãy ra đây kêu nghỉ quá tay. Chắc này nghỉ được rồi mẹ ơi. Mới có chưa được 3 giờ nữa kêu nghỉ rồi. Thì mình hẹn chú 4 giờ. Kệ cô chú anh chị biết sao không, mình chạy tiếng nào hay tiếng nấy đi. Vô đây làm máu không mà bằng ngơi biết nào rồi. Thank you.